chữ A nhẹ và đuôi cá nha. Mình 1,5 m là mặt da phủ đầu gối luôn. Các bạn cao ký 1,65 m đổ lại và nặng khoảng chừng 60-65 kg đổ lại là mặt lên form cực đẹp luôn ha. Form xương mặt dấu bụng rất là tốt luôn ha. Chiếc nụ mặt rất là to. Mặt những hậu đầm này nhìn không thấy bụng luôn. Đó, nó che bụng cực tốt luôn ha. Cổ là viền sọc và co giãn nha. Đó, sọc co giãn. Chiếc vải von này là vải von, nếu mà thuộc về von thì độ dày của nó là dạng vừa phải ha, nó không phải thuộc diện quá mỏng. Nhưng mà khi mà mình mặc những chiếc đầm von thì nó chỉ một lớp, thì các bạn có thể phối lên với chiếc quần mặc trong váy ha. Quần mặc trong váy bên shop có bán luôn nha. Đầm là hơn 300.000 đó, nói chung chính xác là 300 mấy, không nhớ. Quần mặc trong váy là 120 ha. Đó, mình mặc thêm thì khi mà mình vận động di chuyển ngoài xe thì không sợ bị hở nha. Nó có thêm một chiếc lớp mặc quần trong váy ha. Các bạn cao ví mặc cao không nên cực đẹp luôn. Và chiếc von này mùa hè mặc nó sẽ rất là mát luôn ha. Nền màu đen và họa tiết là LV ha, rất là đẹp và rất là sang luôn.